Một công trình lăng mộ đá đẹp thì bức bình phong nó cũng phải đẹp, nó cũng phải đẳng cấp, nó mới tương xứng với cái công trình lăng mộ đấy. Thì mấy ngày hôm nay thì anh em Đán Nghị Anh Quân đang thi công lắp đặt một cái công trình lăng mộ cao cấp, công trình lăng mộ đá cao cấp tại thị trấn Chũ của Bắc Giang. Đấy, do đình nhà bác Tuấn làm chủ đầu tư. Thế thì trong công trình lăng mộ này nó có rất là nhiều những cái hạng mục đặc sắc mà tới đây khi mà bên mình dựng xong ấy thì mình sẽ quay những cái video để cho quý vị và các bạn tham khảo. Thế thì ngày hôm nay mình chỉ giới thiệu một cái hạng mục, đấy là một cái bức bình phong ở trong công trình lăng mộ này. Thì các bác đã thấy rằng là cái việc mà đầu tư kỹ lưỡng cho một công trình lăng mộ chất lượng cao nó là như thế nào, với cái chất liệu đá xanh chọn lọc, đá xanh tuyển chọn, và những cái đường nét ở bên trên cái bức bình phong này được đục chạm rất là kênh bong, và toàn bộ đều là cái đôi bàn tay của anh em nghệ nhân nhé, anh em nghệ nhân làm. Và tại sao mình lại nói là trong một công trình lăng mộ okay, đẹp ấy, thì cái bức bình phong là nó phải đẳng cấp, tại vì đấy nó là cái hạng mục nó rất là quan trọng về phong thủy, và hai nữa là nó lại là cái hạng mục đầu tiên xuất hiện khi mà chúng ta bước chân vào trong một cái công trình lăng mộ. Thế nên là nó phải đẹp, nó phải được đầu tư rất là kỹ lưỡng thì nó tương xứng với lại cái công trình đấy, và với những cái họa tiết, với những cái đường nét mà mình đã lựa chọn rất là kỹ để đưa lên cái bức bình phong này. Và mình cũng muốn gửi gắm một cái thông điệp, đấy là ngoài cái việc là những cái công trình tri ân cho Đấng Sinh Thành thì đây nó cũng là những cái công trình nghệ thuật điêu khắc đá, nó thể hiện được cái đôi bàn tay, thể hiện được những cái khối óc của những cái anh em nghệ nhân làm nghề chế tác đá này. Và để có thể là hoàn thành cái công trình lăng mộ này thì nguyên cái việc chế tác ở nhà máy thì bên mình nó mất khoảng tầm đâu đó phải tầm 7-8 tháng chọn đá và chế tác. Và công trình này thì bên mình đang dự kiến là sẽ lắp đặt trong vòng khoảng tầm 15 ngày lắp đặt liên tục thì sẽ xong. Và sau khi lắp đặt xong thì sẽ bàn giao lại cho bên thợ xây để người ta lát nốt cái phần nền, và sau này trồng cây nữa là xong. Thì như công trình lăng mộ này thì trước đây là bên mình đã lắp cho nhà bác cái 4 ngôi mộ đá granite đen Ấn Độ, và sang năm nay thì mới lắp những cái hạng mục này, tại vì những cái hạng mục lăng thờ rồi là những cái hạng mục tường bao quanh này phải chế tác nó rất là lâu, thế nên là phải mất thời gian dài thì mới có được. Và tại sao mình lại nói với các bác là nếu như các bác muốn làm những công trình lăng mộ đá chất lượng cao ấy thì các bác phải có thời gian, tức là cái thời gian ở đây để cho bên đơn vị thi công người ta có thời gian để người ta lựa chọn nguyên liệu và người ta chế tác. Tại vì tất cả những cái công trình như thế này nó đều là những cái cấu kiện chế tác mới, chế tác theo kích thước của công trình chứ không phải là những cái hạng mục mà có thể làm trước, có thể làm sẵn được. Thế nên là cần phải có lời thời gian để lựa chọn nguyên liệu và thời gian chế tác. Và với cái quan điểm ngay từ ban đầu đấy là cái công trình này nó rất là kỹ, thế nên là những cái chi tiết, những cái đường nét ở trên cái công trình lăng mộ này đều được trau chuốt, đều được làm rất là tinh tế và nghệ thuật. Và đến ngày hôm nay khi mà chuyển lên công trình lắp, vậy anh em lắp nhẩn nha, lắp kỹ lưỡng. Thật ra là cái việc lắp ở công trình nó là tương đối khó đấy các bác ạ, khó lắm, không phải đơn vị nào có thể làm tốt được cái việc này đâu. Đấy, chế tác cẩn thận ở nhà là một chuyện rồi, nhưng mà đến cái công trình lắp ấy, thật ra là những cái hạng mục đá của bên em nó rất là nặng, đều tính bằng tạ với bằng tấn rồi cả chục tấn, thế nên là nó đòi hỏi là phải có kinh nghiệm thực tế, phải có trình độ thật thì mới làm được. Chứ còn đôi khi là chế tác ở nhà thì có thể làm được, nhưng mà lắp ở công trình để cho nó tốt, nó chất lượng thì chưa chắc. Tại vì cái việc này nó nặng mà, nó đòi hỏi phải có kinh nghiệm, phải có trình độ. Đấy, thì mình cũng trước khi mà tiến hành lắp công trình này thì cũng quán triệt anh em là đây là một công trình lăng mộ quy mô lớn, quan trọng. Thế nên là anh em làm cẩn thận, làm nhẩn nha để làm sao cho nó đảm bảo cái chất lượng của công trình. Tại vì mình đã mất rất là nhiều thời gian để lựa chọn nguyên liệu để chế tác rồi. Và đến ngày hôm nay khi mà cái việc mà lắp đặt nữa thì anh em cứ nhẩn nha mà làm để nó đảm bảo rằng công trình nó sẽ đạt được chất lượng, nó đạt được những cái yếu tố quan trọng nhất. Và tới đây khi mà bên mình làm xong thì mình sẽ quay những video cụ thể hơn để cho quý vị và các bạn có thể là xem những công trình lăng mộ đá chất lượng cao là như thế nào. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.